mẹ cầm vô mẹ cầm vô lẹ kỳ mày. Mày chứ mày không biết hay không, trời con em người ta xài toàn dù kiểu đây không à. Kiểu gì? Kiểu này hứng mưa này, kiểu tam mau ấy, cắt nước mày uống luôn, kiểu mát mát ấy. Ông quen vậy, bây giờ muốn vô nhà mày không? Dạ không có không, quen không xuống nhà mày, mày núp vào. Ờ quen xuống tao đi mẹ đâu. Anh xin ra chỗ nhà, chỗ bồ tao trao thằng nó. Anh xuống thằng cái trăng bồ luôn ấy. Nói tầm bậy tầm bạ. Thế sao mày nói đấy? Ý tao ra tao nào tao trao nói chuyện với nó. Hiểu không? Anh quen tao, nghe anh tìm mà tao anh vô, quen kia ông vô nhà tao ấy. Mẹ mày điên mày, mình đúng không? Nói gì mày? Mày cho mày, giờ ý tưởng của mày là gì? Ừ. Giờ lỡ mày nói là đứng lý tao giấu luôn á. Mà giờ lỡ mày nói rồi, à mẹ tao mới vô quán này. Điện thoại iPhone 12 quá. Mày cầm thiệt ấy, mày đừng có điên không mày ơi, đưa lại cháu ơi. Lỡ cầm đâu? Mày cầm đi 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 làm lại cháu ơi. Điên quá, tao cầm mày chút tao mày nhanh chân. Mé mày mày cầm mày khùng khùng mày quay đó. Điên sao đâu tôi cái gì? Cách kiếm mày điền giấy đây nè. Này, chút mà, chút nào ông tao ông nói gì ông? Tao mày tự mày nói với tận mày đưa tao chi? Thì thôi đưa chút tao nói được, ý là chút nào ông tao nói gì mày hùng vô nói tao bây giờ ai biết không? Quay anh tao nói giải giờ nên giờ tao anh lại giờ có quay có lại mới tội lòng nhau chứ. Hiểu không? Ừ, thôi mày muốn làm gì mày làm. Thái độ mày không hợp tác sao, mày còn thương mày. Chứ mà lán thỏa mà đi kiếm thiệt nữa. Mày mới đâu? Mày đây cứ quay. À thôi đi. Quay đi chuột lại cho ông đi. Tao nhến tin con vợ. Tao nhến tin con vợ, tao nói ông xuống hả? Chạy. Xuống nữa mày mày thực hiện clip chứ mày ngu mày, lẽ không có ông tao quay cái gì? À đúng đúng á, đi đi. Nó thành cái quay á. 1 hour later. Sao chị em quay về chiếc cối ấy? Mẹ xin tiền giờ nè. Thôi quen như báo quên nhàn lên chỗ bàn nhàn lên làm sao mà có lấy không? Có. Mình có lấy. Đầu cho xin lại. Lấy gì? Còn gì nữa đâu mà khóc với chồng. Mà hết chuyện nha, mà lấy điện thoại tao kém nhà mày. Kém gì? Ông quê á, à, em còn cả 200 ngàn à. Tao chẳng em đi đám tiền lãi. Mà cái sao anh lậm mẹ mất rồi. Giờ em mà không, em giờ không cầm điện thoại anh đi, em không kém điện thoại anh đi, đi lấy tiền đi đáng tiền lãi, giờ tiền đâu em đáng. Tiền đâu có em đáng, thì mấy nhà ngộ tới nó bỏ em sao. Đáng lý em kém cái 200 thâu, mà kết cái bản mặt anh nào quen trao em á. Em kém 1 triệu luôn, em đáng lên em tháng luôn. Thì trời thâu, kém đâu giờ đi lấy lại cho anh lấy ông nậu. Vậy là cãi ông đập đứng ông. À biết anh trao nó chi, bỏ qua điện thoại nó nghĩ anh vừa, nó cầm thoại đi rồi xem đâu. Nói sao quen rồi đóng 1 triệu mất, ngạc nhiên luôn. Sao ngạc nhiên luôn? Ừ. Chưa ba một mấy bữa nào chậm tỏ mà đây sao đóng mùa đóng có năm tháng rồi em. Ờ mày tiếp tục biết cái gì đúng rồi tao nhậu tôi với đồ mày cứ điện thoại tôi nó đẹp làm đến cánh rồi mình chơi chúc mừng mày biết cái giá nó bao nhiêu dữ liệu của tao trong đó không? Anh coi xí rất là tờ giấy là khó lậm luôn á. Bảo giờ xin tiền vợ lậm lại không không đá đủ không có tiền rồi đâu hết tiền bốn xanh nào bây giờ cho ai mà quẹt tay chị rồi người ta tao tao mà cái 200 ngàn mày chơi giờ mày tao 5 triệu. Không phải có quen có lại em hiểu không? Anh tao quá đáng thì tao quá đáng hơn nữa. Có quen có lại muốn tao làm nhau. Mẹ. Giờ cao lúc khác cao hơn. Giờ tiền đâu rồi tao lấy vậy? Mà anh kia anh xin chào anh luôn. Mà biết rồi mà cái điện thoại tao đang làm ở trên đó biết bao nhiêu dữ liệu trên đó không? Giờ rồi mấy cái điện thoại nó quan trọng không? Nó đơn giản có cái là bây giờ anh chạy ra kia anh chuột về là đâu? Chuột đâu tiền đâu chuột? Không biết xin chào anh cầm bao nhiêu tiền tao đó đấy. Tôi không cho ông ứng tiền đâu, ông âm tháng này rồi á. Ứng âm tháng này rồi. Không. Ứng âm đâu? Mình làm gì âm tháng này luôn bì. Đấy rồi chứ làm gì. Lấy mạnh này đâu tàu anh đâu kia lấy mạnh ấy. Vậy em tiền nữa em lấy bì tàu em cái bì. Ai muốn quen tao em chi. Lấy cái cầm dây chuyền mày thớ đó ơi. Đâu ơi. Phải quen nó anh á. Không quen thiệt á. Mấy em sợ lên nó không hiểu làm em. Bây giờ là nói chung là anh ráng anh chịu giờ cái này anh Trần thu hiền thu nó ốp chịu. Mày nó cho nó cái 200 ngàn giờ nó cho ra 1 triệu. Đám cho anh hiểu cho anh. Cho anh suy nghĩ chứ ý tưởng lượm tiền thu thu nó đẻ thu nó đẻ quy y nó diệt cứ phật rồi phật nó đẻ cho ông nghe tao có bàn mà mày cũng ờ mày giờ mày thì cho em thấy ý tưởng anh vui nhưng mà sau cùng em thấy anh quá đáng quá tự nhiên anh nói em đuổi thằng thu trong đó em với thằng thu bạn bè học lâu năm nay mà mẹ là nó nói đuổi là chẳng nghe là cái cớ rồi đỡ nó đưa 200 ngàn đó đi cái tháng lâu cho làm gì đâu mà mày làm gì tháo vậy giờ anh nói cho thử tại vì giọt người anh hiếm mẹ làm gì hiếm mày
Vợ ngược đãi. Ờ, vợ ngược đãi anh nữa. Mẹ giờ điện thoại, mày biết cái điện thoại tao biết bao nhiêu. Quá. Quá để nói nó có bỡ hơn gì đâu. Nó khi kém hồng ra ông làm. Nó kém nào bây giờ lấy tao làm video cho con vợ tao rồi này nào quay điện thoại làm có mấy vậy? Vợ không có mấy ấy. Con vợ nó có mấy nhưng mà mấy nó khác còn tao mấy nó bị cục vậy sao? Bữa tao nghe em con vợ xài hai cái máy iPhone mà lúc trong khi đó anh xài Android mà anh xin vợ cái máy vợ không trợ không cho. Sao biết chuyện gia đình ổng mà sao biết em con. Mày tao xài iPhone Android đi vậy. Giờ anh tức với anh mới đi mua mấy đó. Má nó cũng khùng những điên mày. Điên ấy mày giải mày cỡ sai đầu. Thế sao? Bữa ông đập. Ông đập ấy, kinh lộn đập ấy. Kinh lộn quá kêu cỡ đập mà anh đập trước mặt bạn của vợ anh, vợ đi thấy. đập lấy liền anh. Lấy liền anh ngượng vợ đứng cho anh nhỉ. Tao chung giờ rồi mày đi lấy cứu lấy lại điện thoại giùm tao đi. Nói anh mày chứ mày qua đây nói đi đây. Ơ giờ giờ dài nè. Hiểu không? Mày ngu. Mày ngu. Đi lấy lại điện thoại giùm tao đi. Không giờ anh trả nó lại 200.000 đi đâu nó lấy cái điện thoại. Em nè không đứng đâu nữa, qua cái tắc mất mẹ 80.000 đâu. Còn 120. 120. Nuốt rồi. Sáng giờ đi nhậu hết rồi. Cái đồ mới xe đi nhậu. Ông xe đò vậy hay gì cũng vợ ông nó bỏ ông là đúng á. Ông vợ ông đây nào nó không bỏ ông à. Vợ ông mà tôi nói ông nó mà có thêm tầm tí nữa nó bỏ ông đứt liền. Cái tại vì lấy, ông người ông xe đò quá. Vợ ông đóng tiền lãi đầu dần. Tiền tôi ông ức cũng âm. Rồi đưa ông mượn tiền đi chuộc thoại với mày. Mẹ mày ức âm tiền ở đâu á. Đưa mượn đi tiền đi chuộc thoại. Thôi. Vậy nó hại ông mà giờ ông ức đụt. Ông ức lụm. Giờ nó cũng cho anh hết á. Anh đúng không? Anh biết quẹt tay đi. Ông quẹt lên anh đi lên hiểu làm em hình lên nó không nói ra sao. Nhiều làm gì đâu. Hay lỡ một mình anh chơi em sao? Có 200.000 làm gì đủ mấy tao lấy tao tao chịu mà. Nhưng mà anh đừng có làm vậy thôi em có làm vậy không? Mày nào hôm qua vẫn quen tao hết tiền rồi mấy thất nhạc rồi tao mới nghĩ ra ý tưởng đó. Rồi đỡ vài bữa nữa rồi tao tặng luôn tao trẻ lại mày chứ. Anh không biết đi mượn lên nè, 200.000 lẻ. Bây giờ đâu mày mượn rồi có đâu clip mà đang có tiền. Bây giờ đâu mày đang lấy thôi. Em cũng hết tiền bây giờ em cũng đói rồi em lên. Bỏ cái gì vậy? Lấy cái gì trong cái đó? Cái đây là anh tự nghĩ ra thì anh làm sao? Cái đây cũng như là cái tao đưa tao mượn giá đi mượn bây giờ. Triệu rưỡi này tao lấy. Cái đậu phộng đó, cái điện thoại có 1 triệu à? Có 1 triệu. Ông mượn 1 triệu nữa không? Tao đang đi nhậu nữa ấy. Ông xe đọt đột qua đâu hèn dựng vợ ông nói đừng có cho ông ứng tiền nữa mỗi lần ông nhậu về là ông có chuyện đi ông xấu chí chịu ông đâu. Bữa vợ nói vậy. Mượn quá chú anh bì. Anh bà nói này, bà kêu là ông ép chị quan hệ em. Không. Mày nghe bữa lên nhà tao lại đi bà đi dài à. Trước lên nhà thấy bà vợ đi bình thường nhà, mày cứ đi dài. Gión rồi mày động. Gión dài vậy, quay quay tay em đi. Lấy lại điện thoại dùng tao đi. Tao lấy hàng bè, tao lấy mày thua rồi. Lẹ này quay xuống lẹ đi. Em cũng lấy anh đi, em cũng tối em hấp tiền hồng quê cũng may hồn có anh gọi anh. Còn sao cho dừng nhà thôi, đâu đi. Đây Giang thị sĩ. Giang đây là mất khỏi suy nghĩ luôn. Không phải Giang thiệt. Mày đi cầm chứ mày làm gì mất. Không được không anh Bi. Giang, tại nó nói Giang giá mà nó nói vậy mà ông hiểu không. Mất khỏi suy nghĩ mà. Quê thiệt hồng quê đâu có cầm cho anh 1 triệu bạc. Mừng á, đem đám thằng nào mấy. Em phế được khúc luôn anh Bi. Giờ em xem hết rồi, đám tiền là xem xu hết luôn á. Đám 5 tháng luôn. Thế em cảm ơn anh á. Nhờ anh trao em mà giải mời em. Biết nói sao rồi lỡ đâu. Ngay rồi á. Anh giải. Thì khắp tôi lỡ giải. Em mà tại vì em lấy xe chở tao giờ chụp mẹ qua tao đem đi. Xe đi bán hay đồ bây giờ hết luôn rồi. Ủa xe anh bây giờ đi đem em nó quấn năm luôn á. Tụi mày bán cũng được 1 triệu. Cái gì? Xe có giấy tờ không? Có. Đâu? Giấy tờ lượm ra tôi mua 2 triệu luôn. Mất mẹ đâu. Cái đồ vậy đó. Anh trò trò á. Anh trò trò làm quả chi. Trò mấy cấp mà. Làm quả chi trộn cấp. Chuyện trộn cấp mày. Đấy đó. Đi chào xin trộn cấp mày. Thì đồ mấy giúp tao hả? Ngay chờ tao ra giờ tao bán cái gì tao lấy điện thoại gì hả? Bây giờ anh em nói bây giờ nè. Giờ anh cố gắng em xin tiền vợ anh á. Tiền chú che gì mà sao anh nào xin tiền. Tao nghĩ thiệt hả? Điền hay tiền ở đó cho dưỡng hướng mà. Tao nghĩ vậy hả? Có dưỡng với con ống. Làm quạng con ống chừng dưỡng sai mày, sai đi mày, sai đi điện thoại đâu gì rồi con cái điện thoại làm anh đúng đó. Đấy rồi nói vợ anh sale này vợ xài con sai ấy. Vợ thì người ta xài còn con nó sai đi kiếm tiền chứ nữa ống rồi chứ bây giờ nói anh không bỏ cái tính mà ăn nhậu mà xe đỏ vậy á là anh chết liền nhậu đâu đó, xe đỏ rồi mà ăn nhậu con cái mấy chục ngàn mà xe đỏ 120.000 mà làm như tôi ăn nhậu 3-4 triệu vậy.
Ai biết rồi, bây giờ ông đội bán chi này, giờ chút đi bộ về ông vợ hỏi chi. Đâu buồn rồi, không bán lạnh rồi. Tiền cái tóc mà cũng có luôn. Trời ơi, ứng tiền mì mình không kịp in luôn mọi người. Sao? Lấy giùm mì còn không bán. Được rồi. Tại anh thù đâu ý rồi. Cái đâu mày làm gì vậy, thù luôn. Mê mày giết tao rồi, hỏi thù à. Mê. Khỏi lộn luôn tao cho anh. Vợ ở sao vợ? Khỏi lộn luôn tao cho anh đâu mấy giờ. Chí sát ra luôn cho đầu. Ông đầu mày làm vậy đâu, lấy cái gì điện thoại tao đâu luôn á. Mày bảo anh biết tao. Ai biết anh suy nghĩ những cái ý tưởng Sao bảo cái tưởng này lấy đầu sao hả? Mày cái điện thoại tao đâu luôn. Tội gì? Mày đưa mày lấy cái điện thoại cho tao không? Mày lấy điện thoại tao đâu? Mày đừng cần giết mày không? 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 Bình tĩnh, bình tĩnh. Mày đừng cần giết mày không? Bình tĩnh. Cái điện thoại đâu mà giúp đồ mày biết bao nhiêu tiền đồng đó không? Mày biết tao mua bao nhiêu không? Mày bây giờ mày lấy có 1 triệu bạc rồi mày chết cái tờ giấy đầu lấy cái gì? Mẹ nó mày cái mồm. Mày khói lầm nó sao? Lấy cái này ra điện thoại là tao. Bây giờ tờ giấy mất mẹ rồi, xíu tờ giấy mất rồi, giờ lấy gì nữa rồi? Mẹ mày cái điện thoại biết bao nhiêu tiền mà lấy 8 triệu bạc rồi giờ mày kêu chết mẹ mày khùng gia thu, tụi mày xíu điện thoại không giải mày hử? Mẹ. Lâu mà xíu giấy này ông lấy gì ông lấy? Mày làm vậy mày giết tao, mày giết mày tao đâu. Mày cái điện thoại của tao rồi, mày bây giờ mày làm nhảy. Giờ nó lỗi hết lỗi. Thôi thôi, ra lụm tội lắm mày. Mày mày. Mày biết cái điện thoại đâu. Đi xuống đi. Tao không biết là. Bây giờ anh đưa điện thoại cho tao. Bây giờ anh trả tiền lại em ơi. Tiền gì nha? Em giờ nghiên cứu tiền đó để lụm tội anh lại. Tiền của em rồi. Giờ 300 ngàn trăng. Đợi vài bữa nữa tao đưa cho hết tiền đồng tiền đâu nữa rồi. Thì tao đổi chạy bữa đó anh cắt tiền đồng đưa thoại anh xem. Tù lãi lên, lãi lên. Tù lãi lên nữa. Giờ ông có nhiều đưa nó nhiều đâu. Ông còn ngoài ông người đâu mà đó gì cũng có tiền nè. Em lạy anh luôn anh Bi. Bây giờ có mặt nó nè, có mặt nó ông ra còn vỡ lụm chứ giờ gì đây? Trời ơi. Mẹ sáng em được giờ mấy đồng rồi. Đồ. Mẹ tiền ném qua con. Tiền bán bị bả trong tay ông nậu coi con không? Tiền em mày biêu bả không bị. Má lẹ to chứ ông. Lẽ giờ ông lục bị ông lụm tiền nè. Nó không ai lục bị. Tiền để em một thì để em rồi giấu cho nó ai bao ông bị mà em vợ mà có bao ông bị không? Chứ bỏ đâu nữa? Bao quần xì lít. Thôi còn 200 đô à? Thôi tao đi còn 200 đô này giờ còn 200 đô. Thôi coi nhưng mà tích đức rồi thu. Tao còn 200 đô à? Nói là nó làm sale á, đồng hết tao kiểu đó. Mẹ đó. Ông đập sao thế không ông le? Làm sale đồng đừng có cho em kiểu đó nữa nha. Anh em chọn cái nào giỡn cái nào thiệt thiệt. Rồi giờ sao lấy đi rồi mày chí mẹ cái tờ giấy rồi lấy sao lấy? Đây. Đúng rồi, điện thoại đó đi. Điện thoại ai nữa? Ủa, mày không có kém mày. Kém đâu, tôi dọn cho kém đâu. Vậy mà nãy tôi mà nó kém thiệt chứ. Má thì sao đưa 200 ngàn còn tiếp tư vậy ông? Tại là tao làm vậy á, đỡ cho ông kẻ tiền tao lại. Mà giờ nó cũng còn trái còn tiếp tư à. Dạ hôm giờ có rồi, cái gì em điện thoại tao không lấy. Em tranh quá, thoại em rờ, không có gì em rờ thoại anh. Biết mật khẩu anh này anh rờ. Ờ, lụm nó biết mật khẩu rồi. Em á, em nói anh á, em làm cái đây á, cũng cho như cho anh một bài học vậy. Hiểu không? Đừng có nên làm vậy với em nữa. Đỡ im đi, tịnh tâm đi. Tịnh tâm nó, Thu nó tịnh tâm em nó đang tịnh, anh đừng có làm. Mày muốn tịnh tâm, mày muốn lái vô chùa tu của mẹ đi làm. Thu nó gần chính quẻ đâu. Anh cứ làm vậy đó, em làm vậy rồi anh cảm giác anh sao? Thu liền gần lên tầm 17 đâu. Đó hôm bữa đó tầm 18 giờ lên tầm 17 đâu. Thôi 18 giờ lên 17 mày. Vậy sao? Trời vui vậy, ông tính lần tiền đó chứ. Làm tiền nào mẹ bây giờ. Túi em giàu có làm sao. Em nói thiệt anh, em tính giúp anh á. Mày ngu quá, anh đi bắt lại điện thoại nó ngu như bò. Việc với ông que em làm thì đi bóc giác á. Má khô lắm nha anh. Úi mạch khôm lưng á, có được 200 ngàn bạc à. Mày nghĩ sao đi lẫn tiền em, phấn em đi lấy tiền. Mẹ hôm giờ không có cái điện thoại, em ngự nậu khùng mày. Mẹ anh không có thì nói thu có tiền cho 20 gì em cho thì được. Đừng có làm vậy. Làm vậy là quá đáng lắm, anh hiểu không? Mẹ này tờ giấy cầm đồ nó rẻ vậy. Cái tờ giấy đó là que em chạy ra tiệm con tên á, lẫm á. Mẹ lấy luôn, mẹ có đường dày hết đấy, có đường dày hết. Đường dây vậy, trai biết anh trai giải chi. Mày sao bỏ tập đá nha anh Bi. Lớn đầu. Dìa mẹ. Tận gì à? À mà đi gì à, xe hết xăng ngầu, sao tao mượn 40 ngàn đổ xăng đi. Đồ mượn ai 400 ngàn ơi. Không nhận ngủ, anh đó dưới là bày. Tính đức ơi. Tính đức ơi, mày tốt á. Thiệt, tính đức. Anh em thương lấy mày mới đưa anh mượn á. Mà anh á, tốt cho anh không hết mà anh cứ đi làm bè chuyện chân hứng chân hán vậy. Tao mình lên xe đèn thiếu lăng em này nọ nữa. Làm như mày là người giải cho hiểu lầm vậy. Hậu gì giờ nha. Hát xe là con tạp gì nữa. Ờ. Nó không.
chưa? Thấy mừng không mày lòn? Mày đúng mày, biết không? Mẹ kêu xe xe ông nậu. Ông lấy 40 về ông mua xì rượu, tao đem chích ông nhậu với ba cái đốt biểu xì là được. Để má người sao bơ, người sao mà này bơ bết thế này? Thì dạy anh, đồng nay anh nhậu, anh xe đỏ lắm, bị vợ ngược đá, anh buồn nghe không biết. À. Đến đâu tôi hỏi vợ anh thôi. Vợ chát ông rồi sao? Lúc mà vô nha. Mà vô có điên như này. Điên sao? Mấy anh thuận tao lúc tao thích con già là nhỏ hơn. Là nhỏ hơn tao với cũng lớn hơn tao, tao cũng thích. Cái bạn lớn hơn tao là mày, điên cái này. Mày sở thích của mày mà thích con già, giờ thấy mày có quen con nào đâu. Điên cái này. Chứ đâu lại mày không thích quen mà già đâu không? Mày ai thích cái cô bà già mày? Ai biết chả đó mày nói nãy kêu mày hỏi lâu rồi. Tôi hỏi bạn thử về chắc bây giờ sao nữa. Tin mày vô ơi. Thấy mày phải tham thử bây. Mà còn đi lùa nữa chứ. Đi lùa tao nữa chứ. Mấy cái xe xe này chắc ổ đi. Ông ơi, tao nghĩ anh làm bằng trôi anh chặt mà ai ngờ anh nghĩ tôi tới chuyện tạm được hợp tác mà trôi mày. Nó hợp tác thiệt mà đang lý mà trẻ lại trăm ngàn đưa lúc cục đưa lại con. Chắc nghĩ mày giờ. Bây giờ tao lỗ mất 100 ngàn mà thấy không? Đâu? Dạ. Dạ.